Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, toàn quốc đã xảy ra hơn 9.500 vụ tai nạn giao thông, cướp đi mạng sống trên 5.400 người, gần 7.000 người bị thương tật do tai nạn giao thông. Trong số các vụ tai nạn giao thông đường bộ, số vụ tai nạn giao thông do phương tiện tham gia kinh doanh vận tải hành khách gây ra chiếm tới 70%. Số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách của hợp tác xã dịch vụ, hỗ trợ và các doanh nghiệp vận tải có quy mô nhỏ là phổ biến. Phản ánh của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Qua phân tích của các cơ quan chức năng, có tới 85% số vụ tai nạn giao thông là lỗi do người tham gia giao thông gây ra. Nguyên nhân chính là do chạy quá tốc độ quy định, không đi đúng làn đường, phần đường, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông và sử dụng rượu bia khi lái xe. Chính vì vậy, việc tuyên truyền về an toàn giao thông và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật cho những người làm công tác quản lý điều hành vận tải, đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ của các đơn vị vận tải hành khách là một việc làm cần thiết. Qua cái buổi tuyên truyền này thì để truyền tải tới thông điệp đến cán bộ điều hành vận tải cũng như bộ phận theo dõi an toàn giao thông, cái trách nhiệm của đơn vị vận tải trong cái việc điều hành người lái xe cũng như là chấn chỉnh nhắc nhở đối với người điều khiển phương tiện giao thông của đơn vị mình nhằm hạn chế tối đa cái va chạm giao thông khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ chưa phát triển tương xứng với số lượng phương tiện ngày càng gia tăng. Một số đơn vị kinh doanh vận tải có dấu hiệu buông lỏng trong công tác quản lý. Bộ phận theo dõi an toàn giao thông tại một số đơn vị không thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Một bộ phận người lái xe chủ quan vì doanh thu mà thường xuyên vi phạm tốc độ cũng như các quy định khác, gây nguy cơ mất an toàn giao thông cho người tham gia giao thông, cũng như cho chính người lái xe kinh doanh vận tải. Khi học lớp tập huấn này, được biết là nó sẽ bổ ích thêm cho những người anh em như chúng tôi về ngành lái taxi hoặc là về tất cả các kinh doanh vận tải. Qua cái buổi tập huấn hôm nay thì em rút ra được cái kinh nghiệm cho mình đó, là về lái xe là không nên phóng nhanh vượt ẩu, tuân thủ theo đúng về quy định của pháp luật. Rất nhiều cái doanh nghiệp ở Đà Nẵng chúng ta ở quy mô rất là nhỏ. Cho nhiều doanh nghiệp người ta không cử cái người để điều hành thường xuyên cái việc này. Cho nên là qua cái hội nghị này thì tôi kỳ vọng rằng là tất cả các cái nhà chủ doanh nghiệp đều phải nhận thức được là cần phải có một người chuyên trách để làm việc này. Và người chuyên trách đó phải đáp ứng các, thứ nhất là điều kiện, các tiêu chuẩn, rồi phải có mẫn cán theo dõi qua cái hệ thống GPS và qua nhắc nhở của Sở Giao thông để tránh những đáng tiếc có thể xảy ra. Thông qua những buổi tuyên truyền này, ngành giao thông vận tải thành phố còn lắng nghe ý kiến, giải đáp những thắc mắc từ nhà quản lý điều hành vận tải, đội ngũ lái xe của các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Qua đó tìm ra giải pháp để quy hoạch và xây dựng hệ thống giao thông trên địa bàn thành phố ngày càng hiện đại, an toàn, thông suốt.